Mật ong được xem như thần dược với nhiều công dụng trong ẩm thực, làm đẹp và y học. Tuy vậy, không phải loại thực phẩm hay dược liệu nào cũng có thể kết hợp với mật ong. Một số kết hợp không mang lại hiệu quả tốt, một số khác có thể khiến bạn bị ngộ độc. Vậy mật ong kỵ với gì? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số thức ăn mà kỵ với mật ong. 1. Mật ong không được pha với nước đun sôi ở nhiệt độ cao. Mật ong có thể pha với nước ấm uống rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu pha mật ong ở nước với nước đun sôi ở nhiệt độ cao thì không tốt. Trong mật ong có hàm lượng enzyme, vitamin và nhiều khoáng chất. Nếu pha mật ong ở nhiệt độ cao, nó sẽ phá hủy các thành phần dinh dưỡng trong mật ong. Nhiệt độ nước tốt nhất để có thể hòa cùng mật ong là 35 độ C. 2. Mật ong và cơm gây đau dạ dày. Cơm có tính thanh mát, chứa nhiều tinh bột, đạm thực vật, rất nhiều vitamin nhóm B1 tốt cho sức khỏe. Mật ong được tạo thành từ các phấn hoa. Theo quy định của Hội đồng ong mật quốc gia Mỹ và nhiều quy định về thực phẩm quốc tế khác, quy định rằng mật ong là một sản phẩm thuần khiết, không cho phép thêm bất kỳ chất gì vào. Trên thực tế, cũng chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng hai thực phẩm này ăn chung với nhau gây đau dạ dày. Nhưng theo kinh nghiệm dân gian truyền lại, thì khi kết hợp mật ong và cơm sẽ ảnh hưởng đến bao tử, gây đau dạ dày. 3. Mật ong không nên dùng với bột sắn dây. Có rất nhiều nguồn tin cho rằng uống mật ong và bột sắn dây có thể gây đột tử. Có nhiều người quả quyết rằng bột sắn dây pha với mật ong trở thành loại nước cực độc có thể gây chết người. Cũng có nhiều loại cuộc tranh luận xung quanh vấn đề này, nhưng chưa đi đến kết luận cuối cùng. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà, do vậy các bạn không nên dùng hỗn hợp này nhé. 4. Mật ong cá chép gây ngộ độc. Mật ong và cá chép đều được sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày như một thực phẩm giàu dinh dưỡng. Nhưng khi kết hợp ăn chung với nhau có thể gây ngộ độc, tiêu chảy, rất có hại cho sức khỏe. Không nên ăn chung hai thực phẩm này với nhau. Trong trường hợp này, bạn có thể dùng đậu đen, cam thảo để giải độc nhanh chóng nhé. 5. Mật ong kết hợp với thì là. Hai thực phẩm này không hề tốt cho sức khỏe khi dùng chung với nhau. Hỗn hợp mật ong và thì là có thể gây tổn thương đến gan và sưng đau mắt đỏ khá nghiêm trọng. 6. Mật ong, hành tây gây tiêu chảy. Kết hợp hai thực phẩm này với nhau sẽ khiến các axit hữu cơ, enzyme có trong mật ong tác dụng với các axit amin chứa lưu huỳnh trong hành tây, gây nên phản ứng hóa học, sản sinh các chất độc kích thích dạ dày, gây nên tiêu chảy. 7. Mật ong kỵ với đậu phụ. Đậu cũng như các sản phẩm chế biến từ đậu và mật ong đều chứa nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu kết hợp đậu phụ với mật ong thì các khoáng chất, protein thực vật, axit hữu cơ trong đậu phụ nếu kết hợp với enzyme trong mật ong sẽ xảy ra phản ứng sinh hóa bất lợi cho sức khỏe.